Em đi làm đây. Tối về anh đón em đi chơi nhá. 8 tỷ nhau, ngứa hết cả mắt. Cho biết tay. Ôi giời ơi, váy mùa đâu mà xinh thế. Người yêu em mới mua cho đấy. Ôi cái bà này, bà làm cái gì thế? Váy này tối nay tôi phải đi hẹn hò đấy, trời ơi. Nấm nè, vào trong nhà vệ sinh lau cho nó sạch đi. Đúng là cô gái ngốc nghếch mà. Alo vợ à, tối nay mình gặp nhá. Alo, bạn ấy à, tối có con bé ngon lắm. Tối nay tôi nhường hết cho bạn nha. À, người tử tế không muốn làm, lại muốn sống kiểu mất dạy à? Tránh xa cô gái đó bạn. Em ăn đi. Em xin gì ạ? Bánh rẻ tiền đấy ăn làm sao được mà ăn. Bà làm cái gì thế? Còn nhìn gì nữa? Dọn dẹp đi. Nhanh nhanh cái tay lên. Chậm như rùa như thế này ai mà đợi được chứ. Bà đợi chút, sắp đến lượt rồi ạ. Tôi mặc kệ. Thanh toán cho tôi trước đi. Bà ơi bà có ý thức đi chứ. Sao lại có người già rồi mà còn xấu tính thế nhở? Cô mà cũng dám mở miệng ra nói với tôi câu đó à? Ở đây ý, người vô văn hóa chính là cô đấy. Cái bánh ngon thế này mà lại hết hạn. Cái bánh rẻ tiền này ăn làm sao được mà. Thanh toán cho tôi trước đi. Sống thất đức như cô thì buôn bán làm cái gì. Đóng cửa đi. Cô làm cái gì thế? Đây là xe của nhà tôi. Cái bà già này, bà hồ đồ có đúng không? Đây là xe của tôi. Tôi bảo đây là xe của nhà tôi là xe của nhà tôi. Đợi đấy. Đợi thì đợi. Alo, anh à? Ở đây có một bà già cứ lằng nhằng với em. Bà ấy cứ bảo xe của em là xe của bà ấy. Anh xuống ngay đi, xuống luôn đi nhá. Để rồi xem. Có chuyện gì đây? Đây rồi, chính là bà ấy. Bà ấy cứ bảo cái xe này là xe của bà ấy. Mà rõ ràng là xe của em. Cái bà này, bà bị điên à? Xe của em gái tôi, mà sao bà cứ dám nhận là xe của bà thế? Cậu thử nhìn em gái cậu xem. Người thì toàn mùi rượu, đi lảo đảo còn không vững thì làm sao mà lái xe được. Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, đã uống rượu ấy thì không được lái xe, mà em không nghe à? Em xin lỗi, cháu xin lỗi cô ạ. Đã uống rượu bia thì không được lái xe. Cậu có nhà chưa? Có xe chưa? Tiền tiết kiệm của cậu đã mua được nhà nội thành chưa mà cậu đòi lấy con gái tôi? Dạ, hiện tại thì điều kiện của cháu chưa đủ để mua nhà nội thành ạ. Điều kiện của cậu như thế mà cậu đòi lấy con gái tôi sao? Mẹ, con và anh ấy cố gắng vài năm là mua được nhà mà. Chưa đến lượt con nói. Này cậu, ý tôi như thế là cậu hiểu đấy chứ. Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Con nhất định phải lấy anh ấy. Đấy, con nhìn đi. Mẹ ơi, con đi xuống lấy đồ ship nhá. Để anh đưa em đi. Con xem, nó là loại người gì đây? Con gái, đừng buồn mà. Ơ, bà ơi, bà đừng có vứt bừa bãi ở đây được không ạ? Nếu không xếp cho thấy, lại phạt cháu đấy ạ. Tôi không vứt thì cậu làm gì có việc mà làm. Quên đi. Anh ơi, anh có thấy cái ví của em rơi quanh đây không ạ? Tôi không thấy. Còn cái ví không giữ được thì làm ăn được cái việc gì nữa. Bà đừng có nói khó nghe thế. Tất cả giấy tờ của cháu đều ở trong đấy. Không trả ví cho người ta đi còn quét quét cái gì nữa hả? Này cậu kia, quét chỗ này đi. Cô đây. Cháu cảm ơn bà. Alo. Chào bà có đơn hàng ạ. Cậu mang em đi cho tôi. Dạ vâng ạ. Chào bà, hàng của bà đây ạ. Còn đứng đi làm gì, mang vào trong nhà cho tôi nhanh lên. Dạ, cháu đi đây ạ. Đứng lại. Dạ, đây là... Alo, mẹ ạ.
Đợt nghỉ này con không về đâu ạ. Con đi du lịch với bạn, mẹ đừng lo nhé. À mẹ ơi, con có cuộc gọi khác rồi ạ. Alo ạ. Tôi vừa đặt một đơn hàng, anh có thể cho giúp tôi không? Nhân tiện xem giúp tôi và cái của nhà không? Nhắn tin của tôi trả lời. Vâng ạ, tôi đi ngay đây. Này, có ai nhà không ạ? Chào chị có bưu phẩm ạ. Anh giao hàng ạ. Chị không sao là tốt rồi. Chị trả lời tin nhắn của bạn trai chị đi nhá. Anh ấy nhắn nhiều mà không thấy chị trả lời nên rất lo đấy ạ. Tôi cảm ơn nhá. Dạ. Nghỉ lễ ở trên này làm không về quê thì tan làm về đây tôi nấu cơm cho mà ăn. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Cửa hàng bẩn thỉu như thế này bảo sao làm ăn buôn bán ế ẩm. Nhìn gì? Bà bị điên à? Cái cửa hàng bẩn thỉu tôi không được nói chứ. Đúng thật là. Này, bà ăn là bà phải mua đấy nhá. Ăn trá ra làm sao cũng đòi bán. Bà còn làm thế nữa, cho tôi báo công an đấy. Báo đi. Tôi cũng đang cần công an đến đây để kiểm tra cửa hàng của cô đấy. Alo, 143 có phải không ạ? Cô đã hiểu ra chưa? Tao đã theo dõi cửa hàng đấy hơn tuần nay rồi. Cứ đến cái giờ đấy thì chỉ có một người thôi. Đến lúc mà tao hành động ấy thì mày qua đón tao nhá. Từ nay buôn bán phải cẩn thận đấy. Cháu cảm ơn bà ạ. Dạ. Nhặt cho tôi cái ví. Bà buồn cười nhở? Thế bà không có tay à mà bắt cậu ấy nhặt? Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Nhặt đi, để con đứng được ra đấy làm cái gì? Của cô đây ạ. Thế chứ, thế còn tạm được. Em là cho em cái thẻ đấy. Vâng ạ. Alo bố ạ, tiền viện phí của mẹ con sẽ lo đủ bố ạ. Mẹ của tôi đi đây. Của cô đây ạ. Bà ơi, tiền ạ. Có ai nhà không ạ? Có chuyện gì thế? Bọn cháu đến điều tra nhân khẩu ạ. Mời cô cậu vào. Bà điền thông tin vào đây ạ. Sao lại phải điền cả thông tin về tài khoản ngân hàng thế này? Bà cứ điền tài khoản nào mà có số dư lớn nhất bà ạ. Nếu mà bà không yên tâm thì bà có thể trực tiếp quét mã này rồi điền online cũng được ạ. Để tôi thử xem. Cháu thấy tinh thần chống lừa đảo của bà cao thật đấy ạ. Đừng có diễn nữa. Cô cậu đây không phải là người đi điều tra nhân khẩu. Mã QR này không phải là tài khoản Zalo chính của bên điều tra dân số. Sao? Thế bà muốn chúng tôi phải động tay động chân à? Cậu định đánh tôi à? Thả xuống mày! Khi có người lấy danh nghĩa đến điều tra dân số mà lại muốn có thông tin về tài khoản ngân hàng thì chắc chắn đấy là bọn lừa đảo. Hãy theo dõi bà làm thám tử chuyên lật tẩy những tổ chức lừa đảo.